Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm cái video để hướng dẫn mọi người về cái phần là thể hiện cái mặt bằng lát sàn trong công tác triển khai kiến trúc ở mức độ cơ bản đối với lại phần mềm Revit. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn về cái chuyện là chúng ta tạo ra một cái vật liệu lát sàn dạng cơ bản là gạch 400x400. Sau đó thì chúng ta thiết lập mà quan trọng nhất là trong cái thể hiện cái bản vẽ kiến trúc trong quá trình triển khai, đó là cái việc các bạn thể hiện những cái nét kẽ caro này thể hiện tượng trưng cho cái vật liệu gạch nó đúng kích thước. Ví dụ chúng ta sử dụng gạch 400x400 thì cái ô này là đúng 400x400 và chúng ta có thể là điều chỉnh và di chuyển được cái những cái nét này để sao cho chúng ta có cái định vị cái mặt bằng lát sàn đúng ý đồ chúng ta nhất. Thì hôm trước ở trong video trước là chúng ta đã làm rồi như thế, như thế này này, và chúng ta thay đổi cái mặt bằng lát sàn thì chúng ta lát từ góc này, chúng ta lát tới đây và dư những cái phần dư thừa theo kích thước thì nó sẽ dồn hai góc này chẳng hạn như vậy. Đó là hôm trong video trước mình đã hướng dẫn. Thì trong cái video này thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ghi chú cái viên gạch khởi đầu ở trong mặt bằng lát sàn, gạch khởi đầu cho từng cái phòng, từng cái không gian. Thì sau khi chúng ta đã tạo ra mặt bằng lát sàn và chúng ta đã làm như thế này rồi thì cái việc kế tiếp trong cái công tác triển khai mặt bằng lát sàn cho các cái công trình đó là chúng ta phải đánh dấu cái viên khởi đầu, cái viên lát đầu tiên dành cho từng cái phòng này. Thì cách thứ nhất và cách là đơn giản nhất đó là mọi người làm cách thủ công. Nếu như mọi người không biết gì hết thì mọi người có thể làm cách thủ công. Là sao? Chúng ta sẽ vào trong Annotate và chúng ta sẽ tạo một cái region, tức là một cái vùng tô, chúng ta dùng ở Fillet region này. Và các bạn, ví dụ sau khi các bạn đã có mặt bằng lát sàn và các bạn muốn cái viên khởi đầu đối với cái phòng này nằm ở đây thì các bạn chỉ việc là vẽ một cái vùng từ đây đến đây, và bốn cái nét này thì mọi người chọn là cái nét mạnh nhất, ví dụ các bạn chỉnh sang thin line. Sau đó thì sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ vào đây và chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu fill. Chúng ta sẽ tạo ra cái kiểu fill, chúng ta sẽ tạo một cái dạng tô vật liệu, chúng ta đánh dấu bằng một cái khác. Ví dụ chúng ta sẽ tạo ra một cái mới, chúng ta sẽ chọn là chúng ta ký hiệu viên gạch khởi đầu chẳng hạn như vậy. Chúng ta tạo như thế, chúng ta sẽ dùng cái cross hatch này, kích thước của nó là 1mm. Và chỗ này là chúng ta đắp đi cây lên, chúng ta sẽ chọn là đặt tên là ký hiệu viên gạch khởi đầu. Ok, đây ký hiệu viên gạch khởi đầu, chúng ta sẽ dùng đặt finish này. Đây là cái cách mà cơ bản và đơn giản nhất mà mọi người sẽ làm như thế này, thì làm như thế này thì tất nhiên là cái thủ công thôi để chữa cháy, mọi người chưa biết. Nhưng mà khi mà chúng ta thay đổi về cái kích thước của cái viên gạch này, kích thước của cái vật liệu này thì những cái này nó sẽ không có thay đổi theo cho chúng ta. Chúng ta sẽ không có, chủ yếu chúng ta biết vậy thôi, chúng ta có thể làm cách khác. Thì cách khác ở đây là làm gì? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái family, chúng ta sẽ vào để new, chúng ta sẽ chọn sang family. Chúng ta sẽ dùng đến cái family là detail item. Chúng ta sẽ tạo một cái family chi tiết, chúng ta open. Cái family này thì mọi người trước khi làm mọi người save lại và mọi người sẽ tạo ra một cái save riêng. Ví dụ như tôi sẽ save ngoài desktop như vậy, để tìm option là 1. Đặt tên là detail item, cái này là viên gạch khởi động. Ok, ta save lại. Thì đây là cái khung giao diện điều chỉnh tạo một cái file mới. Thì chúng ta sẽ nên đầu tiên chúng ta sẽ copy cái những cái mặt phẳng tiêu chuẩn này ra, là copy SEO, là copy đường này, là điều này lên đây ha. SEO multiple
đi xuống đây. Các bạn copy thoải mái nha, CO qua đây, qua đây. Và chúng ta cứ hai giữa hai đường tiêu chuẩn này, mọi người copy cái mặt phẳng reference này sang làm 4. Và chúng ta sẽ copy kích thước này nè, cho nó bằng nhau. Xác lập cho nó bằng nhau. Nếu chúng ta cần cái gạch là 400x400 thì chúng ta sẽ có như thế này. Và chúng ta sẽ lập tham biến cho hai thước này bằng cách mọi người cắt vào đây. Nhớ các bạn, tất cả những cái tích này chúng ta tạo thành để nguyên. Kích thước cạnh 1. Ok. Chúng ta có cái này. Kích thước cạnh 2 của viên gạch. Nhiều khi các bạn có cái viên gạch nó là hai cạnh nó không đều nhau, ví dụ 400x800, 300x600 chẳng hạn, thì chúng ta cứ set up cả hai cạnh là hai kích thước khác nhau nha. Và chúng ta có thể kiểm tra, ví dụ như chỗ này 400x400, nếu như các bạn muốn gạch 400x800x400 chẳng hạn, mọi người thử qua đây sẽ tự động thay đổi nè. À, như vậy chúng ta xác lập tham biến nó thành công. Sau đó thì mọi người sẽ tạo một cái vùng tô cũng fillet region, và chúng ta dùng cái này. Chúng ta vẽ một hình chữ nhật, chúng ta khóa đầu lại. Chúng ta khóa lại để mặt phẳng này di chuyển, theo kích thước này thay đổi, mặt phẳng này di chuyển thì những cái này nó sẽ thay đổi theo. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái kiểu mới, ở đất đi cây chúng ta sẽ tạo ra là ký hiệu viên gạch khởi đầu. Chúng ta chọn như thế. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái này. Chúng ta sẽ tạo cross path 1mm. Ok. Đúng, ok, và chúng ta bấm finish. Này, các bạn đã thấy chúng ta có một cái như thế này. Ta bấm Ctrl S và chúng ta load cái thư viện chúng ta mới tạo này vào trong cái file. Và lúc này mọi người có cái một cái detail item, đó là một cái viên gạch khởi đầu, và mọi người có thể là tùy ý mọi người đặt ở đâu cũng được. Và chúng ta nhớ đây, viên gạch khởi đầu chúng ta sẽ nằm ở đây, nằm như thế này. Đây. À, mặt bằng này lát gạch 400x400 và chúng ta có cái viên khởi đầu nó nằm ở đây. Và cái này nếu như mọi người mà phóng to thu nhỏ cái mặt bằng này, đây thì cái viên gạch chúng ta vẫn nằm như thế. Chứ còn nếu như mà mọi người mà vẽ bằng cái vùng như thủ công như ban đầu thì mọi người mà thay đổi tỷ lệ bằng vẽ thì cái vùng này nó sẽ giữ nguyên kích thước, nó không thay đổi theo viên gạch như chúng ta đang làm như thế này. Rồi, cái thao tác kế tiếp đó là bây giờ chúng ta có viên gạch khởi đầu rồi, thì thông thường trong bản vẽ hoặc bản lát gạch thì chúng ta lại có thêm một cái nữa là cái mũi tên chỉ cái hướng lát. Ví dụ như viên gạch khởi đầu nằm ở đây thì cái hướng lát của nó sẽ là hướng này và hướng này. Thì cách thứ nhất để làm cái mũi tên đó thì mọi người cũng có vẽ thủ công, nên mọi người dùng cái detail line này, mọi người vẽ thủ công cái mũi tên như thế. Cách thứ hai thì chúng ta cũng tạo ra một cái thư viện để chúng ta dùng lâu dài. Ví dụ chúng ta có thư viện rồi thì những cái sau thì chúng ta có thể là lát vào được. Thì ở đây chúng ta sẽ cũng vào thư viện, chúng ta sẽ vào tạo một cái family mới. Và lúc này thì chúng ta sẽ không có dùng cái detail item nữa, tại vì cái detail item ấy để giúp chúng ta là tạo ra những cái vật thể detail mà có thể co giãn tùy theo bản vẽ. Còn chúng ta muốn cái mũi tên nó luôn luôn cố định kích thước dù cho bản vẽ thay đổi tỷ lệ thì chúng ta sẽ vào trong annotate này, và chúng ta sẽ dùng cái thư viện đó là generic annotation này nè. Cái này thì các bạn vẽ là kích thước nó bao nhiêu, kích thước bao nhiêu thì khi thay đổi tỷ lệ bằng vẽ thì in ra kích thước thật của nó luôn luôn là như thế, nó không thay đổi nha. Sẽ nó rít ở đây. Và tất nhiên chúng ta cũng lưu lại ở ngoài desktop, đó là chúng ta sẽ chọn là generic annotation, và chúng ta đặt tên là mũi tên chỉ hướng
xóa này đi. Chúng ta có thể là create, đầu tiên chúng ta sẽ create một cái ký hiệu ở giữa để làm cái tâm này. Chúng ta sửa cho cái vòng tròn này nó nhỏ lại một chút. Mọi người bấm bên này, ví dụ 1.5mm chẳng hạn. 1.5 bán kính thì như vậy đường kính của nó là sẽ là 3, và như vậy khi các bạn đưa vào trong bản vẽ thì kiểu gì nó cũng in ra, dù tỷ lệ nào thì cái vòng tròn này cũng giữ nguyên kích thước là đường kính của nó là 3mm. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái mũi tên chỉ hướng, thì chúng ta sẽ dùng ngay cái Fillet Region này. Và cái loại Fillet chúng ta muốn là Solid Fill rồi, chúng ta có thể dùng nguyên đây. Và các bạn sẽ vẽ tùy ý cái mũi tên này theo cái kích thước như các bạn mong muốn. Rồi này. Này vẽ hơi nhỏ. Đó thì chúng ta sẽ load vào trong project. Vậy khi các bạn load vào trong này thì chúng ta sẽ có một cái item nó nằm sẵn ở đây. Ta có thể di chuyển nó và tùy theo vị trí chúng ta cũng có thể di chuyển nó đi qua vị trí khác cũng được. Đó là cái mà chúng ta đã vừa mới tạo ra. Đây là cái, và các bạn lưu thành cái thư viện thì chúng ta có thể là sử dụng cho nhiều cái dự án khác nhau. Các bạn có thể xoay hướng nó, rotate nó, thì nó là một cái đối tượng. Và khi các bạn có thay đổi tỷ lệ bản vẽ đi chăng nữa thì kích thước của nó vẫn là kích thước như vậy. Tức là sao? Chúng ta tạo vòng tròn này 30mm thì khi in ra mọi tỷ lệ đều là kích thước là 30mm. Nó khác với lại cái thư viện chúng ta tạo ra từ cái detail item là cái này. Đó thì tương tự như vậy chúng ta sẽ làm cho cái mặt này. Cái này chúng ta có thể thử sang cái gạch khởi đầu bình thường 400x400, hoặc là các bạn có thể là nếu như các bạn thay đổi kích cỡ gạch thì các bạn có thể tạo ra cái edit type, và chúng ta sẽ tạo ra cái viên gạch khởi đầu là 400x800 để chúng ta có thể sử dụng. Và tùy theo từng cái kích cỡ gạch chúng ta sẽ có tinh chỉnh cái tạo ra những cái type, cái loại khác nhau trong cùng một cái family này để chúng ta ký hiệu cho những cái mặt bằng lát gạch bằng những cái loại gạch khác nhau. Rồi cái hướng dẫn này tạm dừng ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái hướng dẫn kế tiếp liên quan đến cái phần mà ghi chú vật liệu sàn.